Mình chào quý vị và các bạn đang xem kênh YouTube của Tình Vlog. Hiện tại Tình đang có mặt tại Đồng Tháp, được một người anh chia sẻ về hoàn cảnh một người phụ nữ bị chồng tác động vật lý, nhiều lần nhập viện. Hầu như ở trong cái khu xóm trọ này, khi mà nghe đến người đàn ông này ai cũng phải sợ. Thì hôm nay mình đến đây mình tìm hiểu sự việc, xem coi hoàn cảnh gia đình như thế nào. Nếu mà giúp đỡ được gì cho gia đình thì mình sẽ cố gắng giúp đỡ cho gia đình. Anh ơi, hôm nay anh điện thoại tụi em đến đây để mà giúp đỡ cái hoàn cảnh của chị gái này á. Thì hoàn cảnh của chị như thế nào, anh có thể chia sẻ được không? Hoàn cảnh của chỗ thì thôi chọc bỏ là ba đứa con bị tàn tật vậy đó. Chồng con không cấp dưỡng, mà quậy quản, đến quậy quản tới lui quậy quản có hoài à. Rồi bỏ ba mẹ con tàn tật như vậy rồi bỏ luôn, không cấp dưỡng ngàn đồng bạc nào chứ. Cổ thì lặn lội bán từng tài số để nuôi hai đứa nhỏ. Thì trong tình trạng thấy cổ bệnh không ngày, thì nói chung ra thì cổ bệnh, thì em có chở cổ tới bệnh viện và em cũng chăm sóc cho cổ cũng rất là nhiều, cũng không có ai thăm nom về cổ chứ. Còn bệnh tình thằng con trai thì bác sĩ trên Sài Gòn bác sĩ đều chạy rồi, ba mẹ con rất là không khổ sở lắm. Và bây giờ ba mẹ con không có nhà có cửa gì hết trơn, hiện tại đang cuộc sống ba mẹ con là hiện tại đang ở nhà trọ. Em thấy vậy thì em giúp đỡ, khả năng em giúp đỡ được phần nào em giúp đỡ thôi, chứ em cũng không khả năng giúp đỡ cổ nhiều. Theo như là anh chia sẻ là chị có ba người con nhưng mà cả ba người con bị tập hết hay sao anh? Không, chỉ với con mà cũng như ba mẹ con đó, em nói là ba mẹ con đó. Dạ. Ba mẹ con tàn tật hết. Thế bị tàn tật là dạ. Tàn tật như thế nào thưa anh? Là nó bị bẩm sinh từ hồi nhỏ luôn, rồi nó bị tàn tật hết luôn đó. Thì nói chung ra bác sĩ trên Sài Gòn làm lớn bây giờ về là nó chết, giờ nào chết nó ngã ngang chết đó. Chứ bây giờ thằng lớn thì hết cách trị rồi, còn mẹ nó bệnh tình, trong chứng bệnh của mẹ nó cũng rất nhiều, hai ba căn bệnh lần. À. Theo như là anh chia sẻ là người con lớn của chị coi như là bác sĩ đã bó tay rồi. Bác sĩ bó tay rồi. Chính tay em ôm con của cổ lên tới Sài Gòn ở chảnh và để điều trị ở chảnh, mà bác sĩ bó tay, bác sĩ kêu đem về đi, không có điều trị hết đâu. Bây giờ chỉ về nhà uống thuốc, nó muốn ăn uống thì cho nó ăn uống đi, chứ không có điều trị hết đâu, đừng có đi bất cứ nơi đâu nữa hết, tốn tiền. Còn về sự việc người chồng thường xuyên tác động vật lý đánh đập chị đó là sao anh? Thì nói chung ra thì lúc em á thì em bỏ về quê á, em ở trên đây á thì ảnh không có xuống tới đây, còn nếu mà em bỏ về quê thì ảnh xuống tới đây ảnh kiếm chuyện tới luôn vậy à, mà ra tòa ly dị rồi mà cổ rồi khổ sở như vậy đó, ảnh kiếm chuyện đồ, ảnh quýnh đập đồ này cái kia, thì nói chung ra không có quýnh đập mà ảnh chửi đồ cái này cái kia. Lúc trước thì ở dưới có quýnh đập thiệt, quýnh đập dữ trời lắm, quýnh ra tới chợ ngoài luôn, tới chợ Hòa Long luôn thì quýnh đập dữ trời lắm, thì hai đứa nó dẫn đến chia tay như vậy đó. Thì hoàn cảnh có khổ quá trời luôn, thì em cũng nhờ mấy anh cầu cứu cho cổ và để thoát qua cái này và cái nạn này, thì để cho mẹ con cổ có cuộc sống và để yên tâm hơn. Với những gì mà anh chia sẻ thì em cảm nhận được một cái điều khá là phức tạp ở trong câu chuyện này. Yeah. Tại vì anh có chia sẻ là chị đây thì bị bệnh, yeah, bị tật, yeah, mà người chồng thì lúc trước là người chồng đánh dữ lắm, đánh ngoài chợ luôn. Đánh ngoài chợ luôn, chửi luôn, rồi chửi lần trước đi bán vợ, bán giấy số lần trước đi, rồi lần sau kêu đừng mua, mua giấy số đó, về nó nuôi chồng, nuôi trai không á. Chứ nó không có nuôi chồng, nó nuôi trai không, toàn nuôi trai không à. Là sao em chưa có hiểu cái câu chuyện này lắm. Là chị đi bán vé số lần trước, ảnh đi đằng sau, ảnh nói là đừng có mua. Nói nếu mà mua vé số chị thì chị lấy tiền về, chị nuôi trai. Nhưng mà thật sự là chị bán vé số về là chị nuôi con. Nuôi con. Với nuôi cả ảnh luôn đúng không? Nuôi cả ảnh, nuôi cả gia đình luôn. Nuôi cả ảnh, cả gia đình luôn. Theo em nắm rõ tình hình, em mới lên đây thì em nắm rõ tình hình, nuôi cả ảnh, cả gia đình ảnh luôn. Đó. Thì bây giờ em cũng nhờ mấy anh cầu cứu để cho mẹ con cổ mà có con đường sống, để có một số tiền hay gì đó cho mẹ con cổ đi trị bệnh cũng được nữa. Trước khi đến đây thì có nghe thông tin bà con cô bác ở trong khu trọ này hầu như ai cũng sợ cái chàng thanh niên đó đúng không? Nói chung ra thì khu trọ này cũng không biết về anh ta nhiều đâu, tại vì anh ta cũng ít léo hánh xuống đây lắm. Thì nói chung ra hồi hôm em về thì anh ta có xuống đây cắt cửa nhà trọ và để đi vô, chắc có thể là em đổ vô lấy giấy tờ. Tại vì anh ta dựa trên đồng lương của khuyết tật, dựa trên đồng lương của con anh ta và để anh ta ăn cái đồng tiền đó của mấy đứa nhỏ, mà anh ta quậy cái đồng tiền đó, đồng lương của mấy đứa nhỏ đó, anh ta tính lấy đồng lương đó là anh ta để anh ta ăn đó, anh ta ăn xài đó. Có nghĩa là mấy đứa nhỏ bị bệnh thì được bảo trợ xã hội, dạ, có hỗ trợ tiền đúng, dạ, không? Thì anh lấy cái giấy tờ đó để anh lãnh, dạ, tiền hả? Ủa tiền đó là để hỗ trợ mấy đứa nhỏ bị bệnh mà sao? Dạ. Mà anh quậy tới lui, anh tranh giành rồi thưa kiện đồ đặng ấy lui ăn đồng tiền của nó, mà mấy thằng này nó không có dơ, nó dơ điều đó là nó đều bậy, nó đều sai. Anh thì cũng là hàng xóm ở đây thì dạ, anh có bao giờ thấy chỗ người chồng của chị gái đây á
tới lui thăm mấy đứa nhỏ đâu không? Không có tới lui luôn, cắt đứt luôn, là không có tới lui gì hết trơn luôn. Có hồi bữa hổm xuống đây, xuống đây chỉ có một lần tươi duy nhất là xuống đây á, là tại có em trên đây á, xuống đây là kiếm chuyện với em, kiếm chuyện với em á, tại vì em thương hoàn cảnh thôi chứ em không có nghĩ tới tình cảm gì. À, rồi xuống đây thì em nói anh Cường à, em xin lỗi anh Cường và bác gái cho em nói một câu. Em á, thì không có tình cảm gì với Như hết trơn á, tại em thấy mấy đứa nhỏ em thấy rất là tội nghiệp, thì em giúp đỡ phần nào được em giúp đỡ thôi. Chứ hồi lúc trước á, thì anh với Như á, chia tay như thế nào em không biết thiệt. Chứ anh chia tay rồi thì anh cũng cho cổ con đường sống chứ, anh xuống anh quậy quạng hoài cũng tội nghiệp cổ lắm. Thì em nói vậy thì anh ta đòi báo công an đội này kia, thì em có nói giọt miệng em nói á, anh khỏi báo đâu, để báo công an thì trắng lên cho. Thì hai mẹ con đi về từ đó tới giờ luôn, hoặc là không có quay lên nhà trọ này nữa. Thì hồi lúc em bệnh, em về dưới em chị bệnh cả tháng mấy nay em mới lên à, thì anh ta và chị anh ta lên đây quậy cũng dữ trời lắm. Có nghe bà con cô bác ở trọ ở đây á, chia sẻ là ảnh có lên đây ảnh quậy rồi ảnh vô chỗ công an xã ảnh quậy luôn hay sao? Nói chung ra thì cái đó thì chắc có thể là do công an xã quậy, thì điều người vợ nói là cái đó chắc điều chính xác. Tại vì á, là nó vô trong xã chổng nó quậy, nó thưa kiện là cái đồng lương, nó hỏi cái đồng lương khuyết tật của con nó đó, là đặng nó lấy cái đồng lương đó, đặng nó tiêu xài cái đồng lương đó đó. À, có nghĩa là anh này anh muốn vô trong công an xã anh quậy để anh lãnh cái đồng tiền đó. Dạ, lãnh cái đồng tiền đó đó. À, rồi đâu giờ nó quậy luôn, nó quậy tới xã luôn, bây giờ xã rút vào hộ nghèo là ba mẹ con luôn. Xã đó nó rút hộ nghèo lại luôn, nghèo lại luôn. À, có nghĩa là vì anh ta lên quậy quá nên dạ, xã thấy không có xứng đáng đúng không? Dạ, không có xứng đáng đó. Tại vì tiền đó ảnh nhận mà ảnh nhận cho riêng cá nhân ảnh chứ không phải nhận cho mấy đứa nhỏ nên dạ, rút lại đúng không? Rút là không nghèo lại. Thì ba giờ ba mẹ con nhỏ này đó, người ba mẹ con tàn tật hết lương khoảng tháng á, chỉ ba mẹ con cộng dồn lại cân tháng á là chỉ có 2 triệu mấy à, tiền trọ tiền nước điện á hiện tháng 1,5 triệu rồi. Rồi cổ rồi lỗi bán từ tờ cái số, chỗ bán ngày chừng 70-80 tờ cái số à, cổ không có sức khỏe được nhiều nữa đâu đi bán nhiều được. Thì rất giả khó khăn dữ lắm. Vậy là mỗi lần chàng thanh niên đó lên đây kiếm chuyện, coi như là cũng có kiếm chuyện với anh luôn đúng không? Dạ, có nghĩ là anh có tình cảm với dạ, chị đây đúng không? Dạ đúng. Không biết tình hình sức khỏe của chị ở thời điểm hiện tại như thế nào? Thời điểm hiện tại nói chung ra bây giờ thì mang trong mình cũng mấy căn bệnh. Nói chung ra căn bệnh rồi, nói chung ra cũng có căn bệnh ngặt nghèo ở trong. Thì lúc trước thì bây giờ giấy tờ thì mình nói trên mặt giấy tờ. À, thì bây giờ lỡ là cổ mắc giấy tờ ở trên, cổ không có giữ giấy tờ ở lại được. Tại vì trong mình cổ lúc trước thì có mang một căn bệnh, thì người ta nói bác sĩ nói là cắt khúc ruột nó bỏ đi, thì cổ mới là có sự sống để nuôi hai đứa con cổ. Nếu mà không cắt khúc ruột đỏ bỏ thì ăn đồ cứng vô là trúng và lũng cái khúc ruột đó là cổ chết. Thì bây giờ sức khỏe cổ bệnh thận rồi bệnh cùng lum la hết trơn á. Nói chung trong mình cổ giờ bệnh rất là nhiều luôn. Mấy ngày nay thì cổ nằm viện ở bên đây nè, thì em cũng chăm sóc, một tay em chăm sóc cho cổ, tận tình và giúp đỡ cổ và chăm sóc cho cổ. Không biết bây giờ chị có thể trò chuyện được với em không thưa anh? Được. Ý là giao tiếp chị nói chuyện được không? Được. Vậy em mời anh dẫn đường vô trong trước. Dạ. Yeah. Chào chị nha. Nhà mình có điện không chị? Có. Cho thêm chút ánh sáng đi cho nó sáng lên. Dạ. Dạ, cái này cho hộp nó vô. À. Rồi bé trắng trắng này là con của chị luôn á hả? Con vô trong ngồi với mẹ đi con. Rồi, chờ chút xíu nha. Mấy đứa con nói chuyện lớn lớn nha. Dạ. Mấy con có gì của mấy con cứ chia sẻ, ngồi sát sát vô nè. Con trai áo cam con ngồi chính giữa anh với mẹ đi con. Rồi, nè ngồi qua đây nè, ngồi mép qua đây. Đó, đó. Rồi, đẹp trai quá chừng. Rồi, chú chào hai con nha. Dạ. Em chào chị nha. Thì nghe lời chia sẻ của anh hàng xóm của chị đó về hoàn cảnh của chị đó, thì hôm nay đến đây thăm gia đình đó chị. Thì trước tiên chị có thể cho bà con cô bác chị được biết chị tên gì và bao nhiêu tuổi rồi không ạ? Dạ, em tên Như, em 36 tuổi. Trai lớn của em là tên Quy, 14 tuổi. Còn đứa trai nhỏ là tên Phúc, 5 tuổi. Có nghe anh trai đây chia sẻ là chỗ dạ, con trai của chị bị bệnh đó, bác sĩ ở trên đó coi như là
không có tiếp nhận nữa rồi á. Dạ, thì không biết là chỗ con trai của chị bị bệnh gì. Dạ, nó bị viêm đa dây thần kinh mà mọc rễ trong người. Rồi bác sĩ nói là còn có cái não không có vô hút được nữa. Rồi bác sĩ đành bỏ tay rồi. Còn đứa nhỏ thì tiếp tục cũng bị theo hai tay giống vậy nữa. Mà nó mới thì phải đi tập vật lý trị liệu. Nếu không tập thì nó đã bị teo, nó sẽ xa khớp giống anh nó nữa. Rồi vừa đi bán vé số, rồi vừa nuôi con. Rồi đi ra sẽ đẹp tập vật lý trị liệu, rồi sức khỏe không có. Rồi hôm rồi ngã bệnh. Rồi trong mình là bị tùm lum chứng bệnh cho, rồi không biết là ngã bệnh xuống rồi hai đứa nhỏ ra sao nữa. Hôm ngày cũng đang gầu, cũng mới xuất viện hồi hôm qua, cũng lãnh với số đi bán. Mà chồng nó không biết thương con, rồi nó còn đòi là bây giờ lấy cái tiền lương hàng tháng của thằng lớn nó phải đưa cho anh. Rồi tôi hỏi con ăn bằng cái gì, anh lên anh quậy rồi, đó anh thôi ra rồi anh đi ký tên không có lời chơi cấp dưỡng nuôi con, ép vào hai ba mẹ con vào con đường cùng luôn mà. Không có đất, không có nhà gì ở chứ. Ở nhà trời gì nè. Đi hỏi cha rồi, chở con đi chưa nắng, đón xe buýt đi. Mà cha, hỏi nè. Nhìn con. Không có nhìn nhỏ miếng nào chứ. Hỏi mẹ, cho cha không nhìn con, cái nó cậy đi con, mình không có cha con ơi. Người hổm gài nhỏ bệnh, không có đi xe nét tập vật lý trị liệu cho con bé được. Tập bữa nay nó tập nó hai ngày qua thì nó có cơm ăn được, còn không tập thì nó không có cơm ăn được. Bác sĩ nói là bé sợ nó không hết, sợ giống như anh nó nữa. Bây giờ mình cố gắng mình bình tĩnh lại nha chị. Mình chia sẻ chậm rãi cho bà con cô bác anh chị biết về chứng bệnh của hai bé. Biết đâu trên kênh YouTube của những anh em ở đây á, có bà con cô bác anh chị nào có cái phương pháp trị liệu tốt cho hai bé thì đó là một cái điều rất may mắn nha. Thì chị có thể chia sẻ là chỗ bé lớn là bị bệnh bẩm sinh từ nhỏ luôn hay sao ạ? À? Dạ, nó bị viêm đa dây thần kinh, nó mọc rễ trong người. Dạ. Là giờ nói thì sợ bé nó buồn, tại cô không dám nói. Sợ bé nó nghe nó buồn, nó suy sụp tinh thần, tại vì nó còn có cái não không à. Là bác sĩ đành chạy bó tay đó. Lúc mình mới sinh ra là bé nó không có, tới lớn nó mới bị. Dạ. Còn chỗ bé nhỏ này là phải bé đi... Bé nhỏ này mới bị à. Dạ. Mới phải vừa đi bị. Tập vật lý trị liệu hả chị? Dạ. Thế mình tập vật lý trị liệu là mình tập ở đâu thưa chị? Dạ, em tập ở Sa Đéc á. Không có, em đi xe buýt. Còn bữa nào anh hàng xóm này không có đi mằng thì anh chở đi giùm. Còn anh đi mằng thì không có xe, mẹ con đón xe buýt. Mà em đi lo cho con, kêu chồng đưa cái giấy khai sanh cho bé tặng đi nhập học cũng không đưa. Rồi em kêu đưa giấy khuyết tật của em cũng không đưa. Em phải chạy vô xã, em nhờ ở trong xã Hòa Long á, để đưa làm cung cấp mấy đó lại cho em đi, đặng cho nó không tốn tiền. Để đi xe buýt quần đi quần về là tốn 30 ngàn. Rồi có giấy đó thì tốn có 7 ngàn à, đi về tốn có 14 ngàn. Còn khai sanh á, làm đặng cho bé đi học không tốn tiền. Mà năm nay á là anh bị quậy quá rồi bị người ta rút hộ nghèo ba mẹ con em lại luôn. Ở trong xã nói nếu như mà cấp cái hộ nghèo nó không được hưởng gì trơn. Nếu cấp hộ nghèo á, thì cái gì chị cũng đòi hết trơn á, thì tôi rút cái giấy lương hàng tháng của chị lại chịu không? Tôi nói không, tại nhà trường nó đòi đang có năm nào còn bé học á, cũng có hộ nghèo, cận nghèo. Năm nay tự nhiên rút ngang xương của con nhỏ đi học, nhỏ nín đái. Tại vì mỗi khi là đi học tới 9 giờ ra chơi là mẹ phải lại dẫn cho bé đi tiểu. Còn không thôi thì phải đút cho uống sữa. Mà giờ lo đi bán không à. Rồi lớp đưa thằng nhỏ này đi học có 1 buổi 10 giờ lại rước nữa. Rồi hành ra rước giờ không kịp. Thằng lớn thì 10 giờ gửi. Rồi rước không kịp phải nhờ bạn đưa về giùm. Bữa hôm bạn chở té, tưởng đôi xe cán nhỏ rồi. Đi về nó nói mà mặt mày nó xanh dờn hết trơn. Nó nói gì thôi đi con. Không biết sao giờ. Nó cha không biết thương, cha tạo ra rồi cha không biết thương, cha không biết lo. Ngày hôm nay để như gì quá khổ. Còn em đi bán vé số quá thì nó nói em nuôi trai nhưng mà nó quýnh đập em, nó nói em đi lấy trai để sanh hai con nhỏ này gả chứ không phải con của anh. Em nói cái nghiệp của em đâu mà nặng dữ gì không biết nữa. Bây giờ em bệnh nó không gài nữa. Em nói em không biết ra sao nữa. Em nói ôi gửi hai con vô coi bệnh viện. Nó nói mẹ gửi con thì được rồi, mà không biết con được cái gì, giọng giọng có đòi như mẹ không? Mới nói gì cho mẹ bệnh rồi chứ biết sao giờ. Bác sĩ chuyển em đi Sa Đéc,
Mà em xin em trốn viện em về đó. Em nói đi về đừng bán, đừng lo cho hai đứa nhỏ. Có nghe anh hàng xóm chia sẻ là chị vừa mới xuất viện về đây đúng không chị? Dạ. Thế trong lúc chị nằm bệnh viện thì chồng của chị có lên thăm nuôi chị không? Dạ không. Thằng bé này bệnh bị sốt xuất huyết nè, ngoài xe đét còn điện còn không tới thăm, mà tới bây giờ luôn còn không thăm, mà không một cuộc điện thoại cũng không có. Khoảng thời gian gần đây thì chị bị bệnh như vậy thì chắc đâu có đi bán vé số được hả chị? Dạ không. Rồi mình lấy tiền đâu để mình nằm viện rồi mình trang trải cuộc sống, dạ, lo cho mấy đứa nhỏ này thôi chị. Có anh hàng xóm đó anh lo, rồi dưới ở dưới chợ chị ở dưới chợ nhách đồ ăn lên cho sống nhờ dưới chợ, thấy chợ cũng thương đó, rồi mượn tiền rồi dưới chợ rồi bán từ từ trả lại. Ở dưới chợ là chợ Hòa Long. Dạ. Là mình đi mượn tiền hay sao? Dạ. Thế mình mượn tiền lời hay là mình mượn tiền? Dạ, em hỏi bà góp một ngày 1 triệu là em góp 20 ngàn. Nhưng mà cái chị đó chỉ thấy hoàn cảnh em vậy chỉ cho không, chỉ nói chừng nào có thì trả lại chị. Cho chị không có lấy góp của cưng được, tại cưng quá khổ. Thế chị mượn nợ dưới bao nhiêu tiền thôi chị? Dạ em mượn ở dưới đó là 1 triệu, rồi mấy cái chị kia là 500 nữa. Là nói chung là người cũng mượn ít vậy đó, chứ em không dám mượn nhiều, khả năng em không lo nổi. Nghĩa là bà con cô bác ở dưới chợ biết về hoàn cảnh của chị nên người ta cho mình mượn tiền. Dạ. Mà không có lấy lãi đúng không? Dạ đúng rồi. Còn thường ngày chị đi bán vé số thì mình bán được bao nhiêu tờ thưa chị? Dạ em bán được bữa thì được 80, bữa được 100, không có khi nào được nhiều chứ. Mình không dám bán nhiều hay sao? Dạ vé số giờ lãnh vô nhiều thì được, mà bán không nổi, khả năng mình bán không nổi lãnh không có cho trả ới được. Chắc lãnh bao nhiêu là bán, giờ nhiều người bán lắm. Dạ. Mình nhờ cũng dưới chợ cũng thương rồi. Cũng đợi em, chờ đợi em lại bán mà. Rồi sáng nay em đi bán ai cũng hỏi hết trơn. Hỏi hôm ngày mày đâu Như, mày mất tiêu, cái nói em bệnh em nằm bệnh viện. Rồi nhờ mấy chị Thí rồi đem cơm lên cho con của em ăn giùm. Rồi có cái anh kế bên đây, anh cũng chạy tới chị lui, anh đưa rước hai thằng bé đi học giùm. Mình nói không biết không có nữa, không biết làm sao nữa. Rồi giờ em 10 ngón tay, em chỉ còn có 2 ngón vậy thôi. Mà giờ bữa giờ chuyện nước biển vô đây nè. Bây giờ nó tê tay luôn, sáng giờ bóc tiền mà thói không được luôn. Em nói giờ mà em liệt nữa là em không nuôi được hai đứa này luôn. Em không biết làm sao luôn. Cái thằng này nhỏ này thì tay nó cầm được mà nó không được thẳng. Hồi đó anh nó cũng quam vô gan gì nè. Rồi là đi chị riết rồi là bị liệt teo luôn. Nói giờ ổng gài nó đang bị mệt nên cái ngực của nó hót vô. Nó nói đi đây ra tới cổng trước rồi nó nói mẹ ơi con mệt rồi. Giờ đi khám bệnh tim cho con đi. Cái nói giờ trong nhà hết tiền rồi sao đi khám cho con được. Đi khám hay đi bảo hiểm mà phải có tiền mới đi được. Em thấy cái đôi tay của chị á, kiểu giống như nó đang bị rút lại, nó nhỏ lại hay sao? Đúng rồi, nó bị teo. Lúc nhỏ mình sinh ra thì nó bình thường, nhưng mà thời gian lớn lên á, thì căn bệnh đó, nó biến chứng rồi, nó rút cái tay của mình nhỏ lại. Dạ, hôm ngày là thấy nó ốm, nó teo nhiều lắm. Dạ. Như vậy thì mình làm việc nặng đâu có được hả chị? Dạ không. Thí dụ như mình bưng chén cơm mình ăn được không? Dạ không, ăn thì có cái ghế không thôi, để cái gì nè, múc lên rồi hai tay bợ lên gì nè. Không có để teo việc tự. Rồi việc sinh hoạt trong gia đình như là mình nấu ăn rồi mình múc nước, mình tắm rửa cho mấy đứa nhỏ, coi như mình làm đâu có được hả chị? Dạ, tập lại làm, còn có cái anh này anh làm giùm cho hết trơn à. Dạ. Còn không có thì con nó dặn dò nước trực tiếp đó. Có anh làm giùm cho hết. Chị cho em hỏi thăm, lúc chị với chồng chị đến với nhau là có kết hôn hôn thú rồi dạ, đúng có. Dạ có. Em có đàng hoàng mà em ra tòa ly dị đàng hoàng luôn. Chỉ dạ. Là còn dính cái hộ khẩu, tại vì em ở nhà trọ em không có cắt hộ khẩu ra được. Dạ. Rồi anh ra tòa là anh nói ảnh không khả năng, ảnh cấp dưỡng không nuôi con nổi. Mà rồi hỏi con mình tạo ra rồi cha mẹ em thì chết rồi bỏ cho ai giờ. Thì con mình thì em phải đi theo em phải lo hết chứ sao. Mà còn không hương tình mình đi theo quậy em hoài. Em không biết hiểu tại sao nó hổm gài lên đây nè, cưa ổ khóa nhà trọ em luôn. Rồi không có cởi khẩu trang ra nhưng mà bịt lại. Rồi chủ nhà trọ mở camera đó là em biết luôn. Rồi em hỏi chứ giờ muốn cái gì nói đi. Mà không có nói với em, chỉ nói lại là nhắn gửi là giờ đòi cái tiền lương của thằng lớn á. Một tháng là lãnh được 900 ngàn tiền lương. Rồi cứ đưa cho ảnh, rồi tôi nói đưa cho ảnh rồi lấy gì con tôi sống hàng ngày, ăn bằng cái gì. Phải suy nghĩ chứ. Đã tạo ra không nuôi không lo rồi thì để có ai lo được thì lo. Lo không được cũng đi chửi bới người ta nữa.
nói em đi bán vé số nuôi trai không mà, chứ không phải nuôi con mà. Trong khi đó là hai đứa con là chung một giọt máu ra luôn đó. Chứ phải em có làm gì đâu, nếu em làm gì với chợ là ai cũng ghét em trơn, không ai thương em đâu. Lúc mà đi ra tò hả chị? Anh nói là anh không có khả năng cấp dưỡng rồi. Không khả năng cấp dưỡng, không rồi khả năng. Rồi tò xử là chị nuôi hai đứa nhỏ này luôn. Dạ, vậy chứ anh nói anh không nuôi rồi, đằng này con mình thì mình lo chứ, giờ mình lo tới đâu tới chứ không. Thế chị nuôi hai đứa nhỏ thì chị có quyền giữ cái giấy bảo trợ xã hội cho dạ, mấy đứa khuyết tật dạ, như thế này chứ mà có. Sao anh lên anh lấy? Thì anh đòi cái đồng tiền đó đó. Khoảng thời gian mà chị sống bên chồng đó là mình ở trọ hay là nhà của chồng? Dạ đó? Nhà bên chồng, đất ở bên chồng cho. Dạ. Nói chung là em bỏ của em chạy lấy người đó. Em không có lấy cái gì cho nên tại vì đất là đất ở bên chồng chứ không phải đất của em. Mà cũng có được chiếc xe Honda được 7 triệu. Cũng mằng cũng lo trong gia đình đó. Rồi ảnh cũng xây nhà tắm nhà cầu rồi đó. Rồi tủ ghế này kia cũng đầy đủ luôn, nhưng mà không có chia tài sản, không có lấy cái gì trơn á. Em chỉ ra mình không, em nuôi hai đứa con thôi đó. Mà còn chưa vừa bụng nữa, còn heo quậy em hoài. Lúc trước anh quýnh em nè, gãy cái tay này luôn nè. Chính cháu của anh là chở em đi xuống hốc cánh dưới bó. Rồi hở ra luôn, giờ cái tay này em đau nhức lắm, em đâu làm nặng nổi. Còn tay bên đây nó tròn vo, nó đâu có gì đâu. Hẻo chích là của anh quýnh không nè. Mỗi lần em vô nhập viện là trong bệnh viện đó, rồi bị chồng quýnh nữa rồi phải không? Là trong bệnh viện ai cũng biết em chứ. Trước khi đến đây thì có nghe thông tin của chồng chị cũng khá là nổi tiếng ở khu vực đây. Dạ. Khoảng thời gian ngày xưa chung sống bị đánh ngoài chợ nhiều lắm hả chị? Dạ. Em đi bán vé số, đi theo nói em hỏi mua gạo. Thì chục ký gạo em đâu trở về được đâu. Thì ông giao gạo đó, ông giao nguyên cả xóm luôn chứ đâu phải một mình em. Thì ông thảy cái bịch đó rồi ông về. Cái nói em một hai là lấy ông giao gạo đó đó. Rồi nói với con vợ người ta là cho vợ người ta đánh em luôn. Rồi nói tôi bắt được 4 giò trong nhà, giao gạo vô rồi lấy vợ tôi luôn. Rồi vợ người ta cũng tin rồi đánh em luôn. Rồi ở dưới chợ người ta can ra không có đánh được. Em đang đi bán mày lộ gì đó, bà chạy ra bà thập ngực em, bà nắm vô bà nói một hai lấy chồng của bà. Trong nhà mày ra nói, chị chồng mày, bà chồng mày rồi ra nói mày lấy thằng chồng tao. Rồi chị dâu rồi em lại đó, dâu cũng như là hàng xóm vậy thôi. Rồi lại đó rồi can ra rồi không có đánh được. Cái nói bà nghĩ sao bà ghen, bà có bắt gặp không, có thấy đi chung trên xe không. Chỉ giao gạo thì giục gạo xuống đó rồi về. Mà ba bên bốn phía là bên chồng của em không, chứ đâu phải bên ruột em đâu. Mà để bên giật em. Nói trong nhà quýnh chưa đã, còn ra la làng rồi đi bán vé số ở đằng trước ở sau lưng đó. Đừng mua vé số của nó nuôi trai không đó. Chứ không phải là nuôi con đâu. Mà trong khi đó là hai đứa con này anh có nuôi, anh có lo đâu. Em đi bán em xin xỏ gì ngoài chợ, đem về ăn uống, có biết rồi cái nỗi khổ của em ngoài chợ đâu. Em mua hiếu chịu, hiếu đựng đồ ở chợ, bữa nay em trả ngày mai. Thiếu bữa nay, rồi ngày mai người ta lấy giấy số, cứ thiếu hoài tới, mua đồ ăn uống gì cũng thiếu hoài tới. Em có ai đâu, mà đâu có biết đâu. Mà cứ nói em đi lấy chai này kia mà, để chuyện cớ đánh đập em không à. Khoảng thời gian mà sống chung với chồng á, chồng thường xuyên đánh đập á là dùng tay hay là dùng những cái vật sắc nhọn hay là những cái vật cứng thôi chị? Dạ anh đánh bằng tay không à. Anh nắm bằng tay á. Anh hắt một cái là bay như là mấy đứa nhỏ nó bay như siêu nhân luôn đó. Nó đặt là con siêu nhân không. Ngoài việc thường xuyên đánh đập tác động vật lý với chị thì mấy đứa nhỏ này có bị không thôi chị? Dạ mấy đứa nhỏ này nó sợ, nó trốn không mà, nó khóc không mà, nó không dám nói gì chứ. Nó thấy chứng kiến nó quýnh mà nó sợ luôn. Có nghĩa là ảnh thì ảnh chỉ đánh đập chị thôi, còn dạ. Mấy đứa nhỏ này là không có bị gì? Không, dạ. Không có đánh mấy đứa nhỏ. Rồi sau khoảng thời gian đó mình bị đánh nhiều vậy, mình không lên mình trình báo công an để dạ, công an có phương hướng xử lý chị? Có, mà bắt ảnh về rồi, cái ảnh nói mày lấy trong công an xã Hòa Long, người ta binh vực mày. Trời rồi đánh ảnh xong rồi là về nhà ảnh cứ nói vậy không mà công an, rồi người ta nói không lẽ mà không có được cái lời nói trực tiếp mà ghi âm gì chân á. Rồi người ta nói không lẽ mà tôi đi đánh nó hoài sao? Mà tôi là cái gì mà theo binh vực mà cứ nói là tới lấy trong công an luôn đó. Đánh ghét mà nói nó lấy mấy ông công an trong xã luôn đó. Rồi bắt ảnh rồi, phạt rồi, thì buông ra về thì chưa được một bữa nữa. Thì cũng đánh tiếp tục. Rồi đánh cái nói em là mày vợ nhỏ của người ta hay gì, mày kêu công an đánh đập tao. Ghét mà trong công an mà bó tay luôn, không có nói gì được chứ. Với những gì mà chị chia sẻ, em hiểu kiểu như là chồng chị... ai mà tiếp xúc đối xử tốt với chị là người đó coi như là bồ nhí của đó. Chị không? Người tình của chị đúng không? Rồi. Ai mà thương chị đối xử tốt là lấy đó.
là người đó lấy chị đó. Chồng em... chị cái suy nghĩ là tư tưởng vậy đúng không? Nhưng mà em kêu mặn nuôi mẹ con tôi đi thì không mặn không nuôi. Mà không lo. Rồi tôi đi bán thì theo diễn cớ là nói tôi đi lấy trai không mà diễn cớ để đang đánh không mà. Lúc mới cưới về thì ảnh có những cái biểu hiện đó không thưa chị? Dạ không, mới sanh thằng nhỏ sau này nè mới có. Ừ, kiểu như ảnh đi mặn á, nghe đường là ngon tiếng ngọt ngoài đường á sao thì mình không có biết, là giờ ảnh kiếm chuyện ảnh đánh đập vậy thôi. Rồi mình nghĩ thì chắc nhịn nhục sống qua ngày. Em cũng bỏ ra đi tới trên Bình Dương á, rồi người ta ở xóm người ta nói về con mày tội lắm mày ơi. Thằng lớn nó không có múc ăn được, sáng ngày thảy cho nó bịch sữa à, với cái điện thoại đó nó chơi tới chiều luôn. Em về em đo cho nó ăn vậy đó mới được như vậy nè, chứ về nó ốm mà nó không, nó nhốt trong nhà không, không có cho nhỏ đi đâu chứ không chơi được với ai chứ, thấy tội lắm. Rồi người ta năn nỉ đi về thì cũng tiếp tục cũng hay ghen vậy nữa. Chị rồi. Chị ngồi xoay qua phía bên này chút xíu chị. À đúng rồi à, miếng nữa chị bẻ miếng nữa. Dạ đúng rồi. Rồi chị cho em hỏi là khoảng thời gian mà chị sống bên chồng á thì như là mẹ chồng rồi em chồng rồi em dâu đồ có thương mình không? Thương, lúc đau bệnh thì cũng chở đi, nhưng mà quýnh quá thì giờ rồi binh giật quá rồi cũng không có can được luôn. Rồi em phải đành chia tay. Nghĩa là mẹ chồng vẫn thương chị? Cũng thương, cũng binh giật, nhưng mà giờ thời gian chia tay xong rồi cũng nghe lời chồng luôn. Rồi cũng lên đây quậy hoài, lên 2 lần luôn. Rồi chủ nhà trọ nói nhà trọ của tôi nghe mẹ con nó đã không nuôi không cấp dưỡng thì để cho mẹ con nó sống yên ổn chứ có đâu lên quậy hoài, tôi cấm luôn rồi để tới không lên nha. Rồi hổm ngày là không lên nữa. Thế lên đây quậy em, là quậy gì chị? Chữ em bằng đỉ không à. Mà lên đây quậy là quậy cái gì? Em không biết là quậy lý do gì luôn, nó cứ lên là chữ em bằng con đỉ không. Nó tưởng đâu mày thôi chồng nghe mày tốt đẹp gì mày đi cặp hết này tới em khác. Rồi em cũng làm hình không có trả lời. Rồi chủ nhà trọ đó nghe rồi ra miệng luôn á, là cấm mà không cho đuổi không cho lên nữa. Lúc mà sống chung với chồng ở dưới nhà là mẹ chồng thương. Rồi về đây là coi như cũng, là cũng lên quậy luôn. Dạ cũng như là em chồng cũng lên quậy luôn. Lúc trước thì cũng thương yêu, cũng ở nhà cũng đút cũng lo cho mấy đứa này cũng xanh đó, cũng ẩm bồng giùm, cũng tắm rửa thay đồ giùm chứ đâu thay đồ được. Rồi sau này rồi thôi ra rồi cũng nghe lời với chồng luôn, không có lên để giúp đỡ mà không có thăm cháu, không có nhận là cháu nội gì luôn. Tại nhà ở dưới đông anh em không chị? Ở dưới đó đông lắm, 9 người. Rồi cả gia đình sống chung một nhà luôn hay sao, hay là có nhà riêng à? Có nhà riêng mà đi lại cũng ăn uống đồ cũng như lâu lâu lại thì cũng ăn uống cũng như là một nhà vậy. Rồi nó không có nổi đâu. Những lần mà chị bị chồng đánh ở ngoài chợ như vậy là đánh nặng không chị? Có lần nào mình suy sụp mà mình phải nhập viện luôn không? Đánh ngoài chợ thì không có suy sụp, không có ấy, mà ở nhà đánh mới vô nhập viện hoài. Còn ngoài chợ có đông người chỉ chửi mà không có đánh được. Rồi nhập viện hoài là có nghĩa là bị đánh bị vô đánh, bệnh viện hoài luôn á hả? Nhập viện hoài luôn á, vô bệnh viện bị nhập hoài luôn á. Từ hồi thôi ra giờ là mới vô nhập viện hổng gài đó, cả năm rồi mới nhập viện rồi đó. Làm trong mình bệnh chịu hết nổi rồi. Sao mình sống khổ như vậy mà mình không... không lên trình báo cơ quan chức năng, hay là mình đi về mẹ ruột của mình để mình dạ, sống cha chị? Mẹ em chết hết rồi không có ai hết trơn á, rồi ông anh còn ông anh nó cũng chết luôn rồi, giờ về bển ở với ai làm sao, rồi lấy gì sống ở xa chợ nữa, rồi đành ở đây đằng con thì nó đái ỉa là mẹ không à, rồi chạy về tới bển rồi sao chạy trở qua chợ bán được, bán nhờ ì ì có chợ buổi sáng à, thằng con nó học trường gần đây nữa, rồi tay chân đâu chở xe đi, chạy xe đạp vậy sao chở được hai đứa. Đành phải ở nhà trọ, mướn nhà trọ ở đặng dẫn qua lộ mà nó còn mệt nữa, đâu có chở nó đi được đâu. Hiện tại là chị còn ai là người thân không? Dạ không. Có ông anh là ông mất ông rồi luôn á? Ông anh ông mất rồi luôn. Giờ chỉ một mình đơn thân vậy thôi á? Dạ. Thảo nào bị bên chồng ăn hiếp nhiều là đúng rồi. Dạ. Thôi bây giờ không biết phần số làm sao nữa mà sống là nhờ người dân thương giúp đỡ không à. Giờ đâu có ai đâu. Mà có ba mẹ con của Kỳ gì. Rồi bên nhà chồng, cha chồng còn không? Dạ bên ông bà và chồng thì còn đầy đủ mà ông bị tai biến, ông nằm chỗ rồi không có biết gì chứ. Còn bà và chồng không? À, cũng như không. Cũng như là không có. Mà chồng chị bên đó quậy dữ lắm hay sao? À? Dạ, nổi tiếng luôn, vô hỏi tên thằng Cường trong xã là ai cũng lắc đầu vô. Rồi bữa hôm đi vô xin lại hộ nghèo, cái nói ai kêu thằng chồng mày chửi mắng người ta chi, người ta ghét người ta rút hộ nghèo lại. Cái nói mấy anh cũng không cảm đi, tại vì ba mẹ con em chỉ thôi ra rồi còn dính hộ khẩu thôi. Hàng tháng em cũng đều vô đây lãnh lương mà, em đâu có ấy đâu.
mà gốc của ba mẹ con em cũng phải cấp cặn nghèo hay gì cũng được cho hai thằng nó đi học. Đã chính mẹ là dốt không biết chữ rồi, để cho con đi học cho đừng có tốn tiền. Cái nói cái gì chị cũng đòi hết trơn. Nếu cấp giấy hộ nghèo lại thì đằng này rút cái hộ, rút cái bên tàn tật lại giấy phí tật chị lại, chị chịu không? Tôi nói không. Cái nói trời, ba mẹ con sống nhờ đồng lương đó mà rút lại rồi lấy gì sống. Nhờ người này người kia nói nữa rồi cái nói để tới đây tới tháng 10 mới xét lại cho ba mẹ con hộ nghèo. Cái nói giờ giấy khuyết tật thì cũng cho bảo hiểm. Mẹ con mày bên đó rồi có gì vô bệnh viện. Tôi nói vô bệnh viện thì được. Rồi lấy gì con nó ăn. Bệnh ít thì phải đi tư ngoài, bệnh nhiều mới tới bệnh viện chứ. Có ba mẹ con rồi lấy gì đâu sống. Biết gần có không tốn tiền rồi đó. Chồng chị lên trên xã quậy. Quậy là để lấy lại cái giấy đó đó hả? Dạ. Tại vì đưa lúc ra tòa án xử thì anh giữ giấy đó rồi ra đó xử là anh đưa lại hết. Rồi giờ không biết suy nghĩ làm sao không biết. Rồi đòi lấy cái đó lại. Nói giờ một tháng con nó lãnh 900 ngàn tiền lương. Rồi tôi hỏi chứ 900 ngàn trong khi đó một tháng ba mẹ con tôi ở nhà trọ nữa. Rồi lấy gì ăn, lấy gì sống. Rồi hàng ngày nó uống sữa rồi nó mua sữa cứng xương rồi cho nó uống rồi thuốc nữa. Căn bệnh hai đứa không có thuốc trong bệnh viện luôn. Ra ngoài mua không một dĩ là 100 ngàn một dĩ tiền thuốc á. Giấy đó hàng tháng lãnh được bao nhiêu tiền thưa chị? Một tháng hàng lớn thì được 900. Còn hàng nhỏ mới có được 3 tháng nay, một tháng nó được 720 ngàn. Cái hàng lớn là đặc biệt. Khoan chị. Ủa em trai này nó bị gì vậy anh? Ngồi không được hả? Nó nằm nghỉ đi. Ủa thế anh ngồi anh dịnh hết hồn luôn. Con nằm nghỉ đi con trai. Nó sợ, nó suy sụp tinh thần á. Tại nó còn vậy đó. Ôi thấy thương ghê chưa? Con đang nợ con mấy lời giúp nè. Nằm lên gối rồi. Nó bị mệt vậy đó. Nó bởi vì không dám kể rồi sợ nó buồn rồi nó ra đi. Rồi nó cứ hôm ngày lời nó chăn trối hoài. Nó nói mẹ ơi con có gì mẹ đem đi thiêu đi rồi mẹ gửi vô chùa. Mình không có nhà, không có đất gì hết trơn. Mà không có dám nói cho nó mệt nữa. Bác sĩ chạy là giấu luôn, không có cho nó hay biết luôn. Bữa nay quay hỏi nói hết trơn. Mà hôm ngày trời mẹ bệnh nó hỏi mẹ sao không có dám nói giờ nó nghe. Giờ nó buồn giấu nó hết trơn à. Nó mẹ không có sao. Mẹ mà có bà gì con cũng với em ra sao. Khi mình nói chuyện như thế này thì bé nó tiếp nhận được hết cái thông tin của mình truyền tải đúng không thưa chị? Dạ. Nghĩa là sức khỏe nó biết thì hết. Cái sức đề kháng thì không có nhưng mà cái trí óc thì vẫn nhận thức được những dạ, cái việc gì đang xảy ra đúng không? Dạ. Nó chỉ là còn có cái não mà thì là nó không có sức khỏe để vô hút nữa. Lúc trước là vô hút cái lọ mà thuốc vô ua hồi xưa mình ăn á là 5 triệu một lọ. Rồi mỗi lần đi vô á là đâu có đủ tiền đâu, đi ra chợ xin. Cái người ta nói mày làm biến, mày không đi bán cái số mà mày đi xin. Cái chở con nhỏ đi xuống chợ rồi là từ đó tới sau là người ta biết rồi. Tới tháng đi là tự động người ta cho tiền, không có nói tiếng nào nữa chứ. Bây giờ cái người ta hỏi con nhỏ sao rồi mày, không thấy chở. Cái nó giờ lớn rồi chở không nổi, cái tay yếu rồi không có chở nó đi xuống chợ để được nữa. Nó bự rồi, chở không nổi. Chứ chở được thằng em nó đi không mà. Lúc nãy có nghe chị chia sẻ là chồng chị lên tới nhà trọ trên này cưa cửa luôn hả? Dạ, cưa cái ổ khóa. Mà để lấy cái dấu thôi chứ chưa có đứt chưa vô rồi. Chủ nhà trọ nó thôi mình không có mắc gì thôi bỏ qua đi con. Nghĩa là chủ nhà trọ chết cam lại là thấy dạ. Vô đi cưa luôn. Dạ. Nhưng mà kiểu như là xóm trọ không có mắc cái gì. Không có mắc, chưa có vô nhà được, không có mắc gì chứ. Mà mấy lúc đó chị ở đâu mà? Tại vì đi bán vé số rồi hai thằng bé này đi học. Dạ. Rồi bữa đó bán về rồi, bán về 10 giờ. Cái bà Năm ở sớm đó thì mỗi lần quýnh đập thì ra bà Năm đó bà chứa đó. Rồi giờ đi mướn trọ lên ở rồi bà rủ, bữa đó bà nghỉ mằn rồi bà rủ mấy mẹ con đi xuống ăn cơm, ăn bánh xèo. Rồi thì chị chở nó đi hết, thì vừa đi rồi là 11 giờ mấy đó, là đi lại là cưa ổ khóa. Mà ảnh bịt mặt lại, ảnh không có gỡ khẩu trang ra, ảnh đậu xe ngay cái hẻm đó là thấy camera. Là quay thấy là làm sao luôn. Mà không biết là bữa mấy tay không nhớ không biết.
Rồi chủ nhà trọ nó thôi mình không có mắc gì, thôi bỏ qua đi. Sau khoảng thời gian hai vợ chồng ly dị với nhau thì không biết chồng chị dưới có gia đình chưa? Hiện giờ cũng không biết nữa. Nói chung là giờ không có quan tâm tới, để quan tâm tới hai đứa nhỏ thôi, đặng mà lo nó thôi chứ không có quan tâm tới ở dưới. Yeah. Bởi vì lên quậy quá trời nhiều lần rồi, giờ không có suy nghĩ gì tới dưới nữa, chỉ suy nghĩ lo cho hai đứa con thôi. Không biết mình ra sao rồi con mình ra sao thôi, tối ngày nghĩ có nhiêu đó thôi. Khoảng thời gian còn chung sống với nhau thì chị đi bán vé số, thì ảnh có đi làm công việc gì thêm không? Ảnh đi hái đám gom, bữa hái cô nghỉ, nói chung là bằng nuôi ảnh nhiều hơn ảnh bằng nuôi lại đằng này. Chị bị bệnh như thế này mà chị phải đi làm nuôi lại ảnh hả? Dạ, đi về rồi phải giặt đồ hầu hạ còn hơn mà ông nội nữa. Trời ơi, rồi có nhậu không? Không có nhậu, tánh ảnh đàn ông mà như đàn bà vậy đó, không có nhậu, không hút thuốc vậy. Không nhậu, không hút thuốc? Không. Ừ, ai không, bây giờ ai á có nhậu một lần ai ai mà tiếp ai mà ấy, đàn bà đàn ông vẫn biết miếng ấy là nó lấy người đó, đó. Đàn bà mà tiếp giúp đỡ gì cũng nó lấy bà đó nữa. Ví dụ như em trò chuyện với chị như vậy là coi như anh cũng nói là em lấy chị đúng không? Đúng rồi, bần bữa hổm cũng có người lại quay gì đó, cũng quay giúp đỡ ba mẹ con đó. Anh điện trực tiếp anh chửi người ta luôn, anh nói cho ba mẹ con nó vào con đường chết chứ không cho quay lên, không giúp đỡ nuôi nổi không nổi trả lại anh, chứ không có quyền mà lấy cái con anh ra mà quay lên ăn uống như vậy. Chữ người ta quá trời luôn. Rồi đâu có biết đâu, cái nói không biết mình có làm gì cho người ta giận hay không nữa. Mà sao người ta cũng quay với chợ mà mình gặp mình hỏi người ta ngó lơ, người ta không ừ mà không nhìn lại chứ. Không không dám nhìn luôn đúng dạ. Không? Dạ, cái nói không biết là sao nữa. Cái tới chừng ngã bệnh nè, mới điện là chung cái kênh đó, quay bà Đặng cũng gần đây nè. Rồi cái mới nói chồng chị không giữ chữ quá trời, rồi giờ người ta không dám trở lại giúp đỡ ba mẹ con lên nữa. Giờ người ta bỏ luôn đó. Cái nói trời ơi không hiểu gì trơn, tự nhiên quay lên được mừng chết rồi, để giúp đỡ ba mẹ con hót qua cảnh khổ này tôi đâu có chữ đâu. Anh quậy quá trời mà không ai làm gì được ảnh, rồi người ta rút hộ nghèo ba mẹ con lại nó đang khổ muốn chết luôn. Cái nói giờ chị làm gì làm chứ giờ đằng này họ không dám nhúng vô, chồng chị không giữ quá đã người ta lại người ta làm phước người ta giúp đỡ mà còn điện trực tiếp chữ người ta luôn. Rồi... Thế bình thường ở trong gia đình đó ảnh hung dữ thôi hay ra đường ảnh vẫn hung dữ vậy? Anh ra đường anh có ra chửi. Đường đâu dám chửi người ta. À có nghĩa là chị giữ với chị ở thôi đúng nhà không? Thôi ra đường đâu bị người ta quýnh sao. Đi ra đường sợ chở một đứa con này đi theo. Còn không thôi thì chở con của ai đó đi theo để không thôi người ta quýnh. À đó. Chạy thì chửi chứ hẳn ra ông bán gạo luôn đó. Rồi ông bán gạo nói đi một mình là người ta đập bảo mà quýnh thiệt đó. Tại có một nít rồi đập rồi sợ chúng á. Tại thứ nó bậy đó. Nói chung đó là chỉ quậy người trong gia đình thôi chứ còn dạ, ra đường là đúng không rồi. Dám làm gì đúng ai rồi. Đúng không? Chữ ách xã chữ dữ lắm luôn. Không ai hái chân. Nếu là... ai lại ghi cái gì đó là bắt đầu là chữ người ta rồi đó. Rồi người ta nói không lẽ người ta làm việc rồi đi chữ lộn tay đôi rồi không lẽ mời nó vô làm việc nó hoài sao? Rồi cái căn nhà trọ này là chị mới mướn hay sao ạ? Dạ mướn ở cũng gần cả năm nay à. Gần cả năm mà sao em thấy không có đồ đạc gì ở trong phòng thấy nó trống trải quá chị? Tại vì ăn thì đâu có nấu nướng gì được đâu, nhờ anh đó anh nấu không à. Rồi người tại giờ tay nó bệnh nó tơi nữa đó, rồi anh nấu sẵn anh đem qua cho ăn, còn thôi ở dưới chợ xin cơm chay từ Hiện dưới chợ đó đem về mấy mẹ con ăn. Là mình xin cơm chay để về ăn á ha? Dạ. Rồi tối mấy mẹ con ngủ vậy thôi á hả? Dạ. Có cái mệnh bên này á ha? Dạ. Chứ không có gì nữa hết. Vậy là mình không có nấu nướng? Dạ không có nấu được. Bởi rồi bưng không được rồi nấu không được. Rồi việc mình tắm rửa sao chị? Đặc biệt là chỗ bé nhỏ này nè, bé nó tự tắm được không hay là mình phải có người tắm giùm? Mình phải tắm cho nó chứ nó không có tự tắm được. Dạ. Ăn cơm đái gì mất mẹ chạch quần không mà đâu có tự được. Còn bé này thì giờ nó tự nó cởi đồ ra tự nó tắm rồi vô cái nước đó thì dặn rồi chà chà cho nó vậy thôi chứ đâu có sạch sẽ gì đâu. Dạ. Rồi có thằng Tiền ở xóm đó ở đi ra lúc trước đó. Cái nói chị Như ơi bữa nào chị đem đồ của hai đứa nó lên em tắm em gội đầu cho nó rồi em giặt cho nó tay chân gì đâu mà giặt đồ dơ hết sợ luôn. Cái nói vậy chứ chị đâu có giặt sạch đâu. Rồi có anh này thì anh làm hết trơn hỏi đem đi đâu chứ. Cái tay của mình nó bị tật như vậy thì mình làm nặng không được đó. Dạ không được. Rồi cái phòng trọ này là mình thuê một tháng bao nhiêu? Dạ một tháng là 800. 800. Điện với nước luôn là tháng nào cũng đóng là 300 mấy hoặc 400 mấy.
có mấy mẹ con sống ở trong này như thế này như vậy nè, mình dặn chủ trọ trước khi nào mà cái chồng chị có lên đây quậy thì tại vì chủ trọ không có ở trong đây thường, tối mới vô ngủ dữ, còn ấy bà có nhà bà về ngoài không à, ban ngày là đi vậy đó. Ờ, có hôi hủi có ba mẹ con vậy nè, nhiều khi mình muốn người ta xách nặng mình giùm thao đồ á, là muốn làm gì cũng đâu có mượn ai được đâu. Có chuyện gì thì mình la lên để hàng xóm người ta biết chứ. Người ta đi hết trơn vậy đâu có ai đâu, chỉ có ba mẹ con ở hôi hủi vậy nè, người ta đi làm hết đâu ai nhà, anh thấy có ổ khóa không phải không? Dạ. 13 phòng đó, dạ. Mà toàn là có ba mẹ con gì không mà đâu có ai đâu. Nhưng mà ở đây thì ăn thì có gì là bà có mặt liền à. Dạ. Nhưng mà không có được quýnh đập, không có chửi lộn với gì thì là an ninh lắm. Dạ thì hôm nay có đến đây thăm gia đình của mình đó, nghe chị chia sẻ về hoàn cảnh của chị nè, rồi chỗ hai đứa nhỏ bị bệnh nữa. Dạ. Mà chồng chị thì nghe chị chia sẻ là hung dữ quá. Ai mà muốn đến đây giúp đỡ thì hay gán ghép cái kiểu như là ở với người này, ở với người kia. Dạ. Rồi người ta quay clip người ta đăng lên để cho Mạnh Thường Quân kết nối để mà giúp đỡ, nghe chửi đến nỗi mà các bạn không ai dám đến đây quay, thật. Dạ. Sự nghe rất là buồn. Thấy con cái mình bị bệnh như vậy thì lẽ ra làm người cha không nuôi được con mình thì phải cố gắng chúc phúc cho con mình có cái điều kiện để con mình được ăn, được học, được. Dạ. Khỏe, mà không biết làm sao anh lại làm như vậy, thật sự nghe buồn vô cùng luôn á. Buồn. Mà còn nói là hai đứa nhỏ này là không phải là con ảnh à. Dạ. Thế ảnh nó con của ai? Ảnh nó đi bán vé số lấy người ta đẻ ra hai đứa này chứ không phải con ảnh luôn. Nói câu đau đớn. Con mệt con nằm đi con trai, nằm xuống chung với anh đi. Hai anh em thương lắm, ngoan lắm, vừa rồi học được giấy khen. Bà vừa qua bà cho 150.000 liền. Được tu trường được lên lớp 1 á. Hay là thấy hai đứa nhỏ có tật rồi ảnh nói như vậy thôi chị? Đúng rồi, thấy hai nhỏ có tật đó rồi ảnh tự hắt hủi ra luôn. Nói tưởng một mình thằng lớn, hai ngờ đâu sanh thằng sau ra bị nữa. Rồi là diện cớ là đánh tới tấp luôn, tới giờ luôn. Mà thôi ra rồi còn chưa được yên nữa. Còn sợ đi bán ban đêm ban hôm rồi tại vắng nè. Rồi sợ ảnh thấy quay lên đồ đó người ta thôi nhau rồi cũng vẫn giết chết bình thường đó. Cũng sợ nữa. Tại vì đi là 4 giờ khuya là em phát cửa là em bỏ hai đứa này ở nhà rồi em đi rồi. Rồi sáng 6 giờ em chạy giờ em đưa rước hai đứa đi học nữa. Mà có anh này thì em đỡ phần đó. Rồi coi anh cũng như là chồng em luôn vậy đó. Vậy chứ giờ em không biết sao nữa. Chứ em đã vấp ngã một lần rồi. Rồi có người giúp đỡ gì nữa thì cũng rất là mừng. Mà em giờ là tay em nó tê nhất rồi. Giờ sáng giờ là em cầm với số bán mà gớt nữa. Ngoài chợ người ta lụm cho em rồi móc tiền ra thối. Nó làm gì bữa nay mày kỳ vậy. Cái nó không biết sao mà cái tay giờ sợ nó bị liệt luôn rồi. Không biết sao để bán với số nổi mà nuôi hai đứa nữa. Mấy lúc mà chồng chị nói hai đứa nhỏ này không phải là con của ảnh, mấy lúc đó có khi nào buồn tủi thân không chị? Tuổi khóc chứ, nằm tuổi thăm mấy đứa nó ngủ á rồi nằm khóc mình lên hoài chứ gì. Nói không biết mình như gì rồi hai đứa nhỏ nó ra sao nữa. Cứ dòm nó khóc hoài. Mà đâu có để cho nó biết đâu. Chồng thì không nhận hai đứa con, không nuôi luôn, bỏ luôn. Dạ. Mà chồng thì lại có sức khỏe. Còn dạ, chị thì bệnh tật nguyền như thế này á. Thì lại nuôi hai đứa nhỏ. Dạ. Có bao giờ mình cảm giác mệt mỏi quá, mình muốn vứt bỏ hai đứa nhỏ này để mình có một cái cuộc sống mới không? Mình gửi hai đứa nhỏ này vô cô nhi viện hay đi vô chùa đi để mình có cái cuộc sống mới nó hạnh phúc, nó viên mãn hơn không? Có bao giờ nghĩ tới định đó không? Cứ lo sợ để hai đứa bé mà mẹ mà có mắt rồi không biết hai đứa bé như thế nào nữa, chứ không có nghĩ là như vậy. Rồi nói con mình tạo ra thì mình nuôi mình lo nó tới đâu được thì tới, chứ giờ biết sao giờ. Nó còn đang sợ là mẹ mất rồi không biết con ở với ai nữa. Nó là con ở vô con ngôi viện. Rồi cái nó con ngôi viện á, con đòi ăn gì người ta đâu có mua, đâu có giống như mẹ đâu. Rất là buồn. Dạ thì hôm nay có đến đây thăm gia đình của chị đó, nghe chị chia sẻ về hoàn cảnh của mình, thực sự nó đã đi vào trái tim rất là nhiều quý cô bác anh chị. Dạ. Mặc dù mình là một người phụ nữ tay yếu chân mềm mà còn phải mang trong mình nhiều căn bệnh như vậy, nhìn cái đôi tay của chị thôi thì nhiều bà con cô bác anh chị, đặc biệt là chị em phụ nữ thì không thể nào mà cầm được nước mắt. Tật nguyền như thế này mà còn phải gánh vác hai đứa con, mà nếu mà hai đứa con khỏe mạnh thì nó còn chưa là cái vấn đề, mà hai đứa con lại bị bệnh như thế này mà chồng lại không lo. Thật. Dạ. Sự chị là một người phụ nữ mà khiến cho bao nhiêu người phụ nữ khác phải phải thẳng thốt lên rằng là rất là nể phục cái tính
bao dung của chị. Tình mẹ con nó bao la, nó rộng lớn vô cùng. Dạ thì hôm nay đến đây thăm chị thì có một phần tiền của chị Trâm Anh gửi tặng cho chị với số tiền là 2 triệu đồng. Thì em xin trao cái phần tiền này lại cho chị. Con ngồi dậy, ngồi dậy. Cảm ơn ông và cô chú đi. Bé này con mệt rồi, con nằm đi con, không có sao đâu. Con mệt con nằm đi. Mệt không? Khỏe chưa? Khỏe. Ủa bé nó thấy thương quá bà con cô bác anh chị. Nghe bà con cô bác anh chị gửi tiền muốn ngồi dậy để cảm ơn bà con cô bác anh chị nên cố gắng gồng ngồi dậy. Vậy thôi con ngồi xích vô mẹ đi. Đây, ngồi con trai áo cam ngồi xích lên giống như lúc nãy đi ha. Đó. Ôi ôi mỗi lần đi khó khăn vô cùng chưa. Thì đây là cái phần tiền 2 triệu của chị Trâm Anh gửi cho gia đình mình. Chị kiểm tra lại giúp em ha. Không có mong. Chị đếm lại đi. Con đã nhận chú. Ok con. Cảm ơn ông bà cô bác. Con cảm ơn ông bà cô bác. Cảm ơn ông bà cô bác đã giúp đỡ con. Được lên qua. Chị kiểm tra tiền lại đi rồi chị cảm ơn chị Trâm Anh. Kiểm tra tiền lại trước đi. Ôi đưa sao lấy gì đi đâu chị, có đếm được. Chị kiểm tra tiền lại đi. Chị kiểm tra tiền lại đi cho bà con cô bán chị xem. Anh ai có cầm được đâu. Thật ra không phải là mình cố ý mình kêu chị kiểm tra tiền để cho bà con cô bác anh chị xem cái hình ảnh cái việc mà đếm tiền đối với chị nó đã khó khăn như thế này rồi. Rồi cái việc đồng áng trong gia đình như là nước, nôi rồi nếu như mà có nấu ăn nữa thật sự nó rất là khó cho chị. Việc đếm tiền bà con cô bác anh chị nhìn thấy nè, nó rất là khó khăn. Đã vất vả như thế này rồi mà còn phải đi ngoài đường còn bán vé số. Rồi về còn bị chồng không có thương rồi thường xuyên đánh đập như thế này. Thật sự một cái hình ảnh rất là đau lòng bà con cô bác anh chị ạ. Đủ chưa chị? Đủ 2 triệu ạ. Cảm ơn các mạnh thường quân. Cảm ơn chị Trâm Anh rất nhiều. Giúp đỡ ba mẹ con của em vượt qua cái nỗi khổ nỗi đau này. Để em là người không khỏe mạnh còn cảnh giác khi mai đứa con. Em nghĩ là cái nghiệp em làm gì nên tội giờ em mới lãnh thôi. Em không biết sao nữa. Mà em bệnh em sợ em không qua khỏi. Thành ra đi về để lo cho cô. Mà tới đâu tới sáng giờ em đi đâu nổi nữa. Em ngồi trên xe em đẩy sau lưng ngực. Rồi em đậu xuống em đi bán. Hôm bữa là em nội vòng chợ không em đi vòng chợ. Bữa nay ai cũng hỏi sao mà mày ngồi trên xe mày không xuống. Cái nó còn mệt. Bệnh hôm ngày. Tại vì bị tụt huyết áp. Rồi bị đau bao tử. Rồi bị viêm đại tràng. Rồi sỏi thận. Rồi người ta chuyển đi để đặng mổ hay là nội soi bao tử vậy đó. Cái nó hôi có mình ơn à. Rồi đi rồi hai đứa nhỏ nhà ra sao. Vừa chuyền nước biển xong là trốn bệnh viện đi về. Mày đừng lo cho con. Mà nhờ có cái anh hàng xóm kế bên anh lo. Anh chạy tới chạy lui cũng đỡ. Anh lo mấy mẹ con của em hôm ngày. Anh đi bằng hồ không được người ta đuổi anh luôn. Anh mất việc luôn. Với sức khỏe yếu như thế này rồi tay chân của mình thì không có được mạnh khỏe như bao người. Mình đi bán vé số, mình đếm vé số nó cũng khó khăn giống như vậy. Dạ bán bị mắc hoài. Bị người ta giật đó hả chị? Dạ. Đến không phải kiểu như dính đó, thì bữa sau người ta gặp người ta trả. Còn mấy người gái thì lấy luôn. Dạ. Bán mắc lần 3 tờ, 4 tờ, 6 tờ hoài. Bữa nào tới đài mỏng đó là nó mắc. Dạ thì hôm nay đến đây thăm gia đình đó, nghe chị chia sẻ về hoàn cảnh của gia đình mình đó, thật sự rất là thương tâm. Cũng mong bà con cô bác anh chị quan tâm tới chỗ cuộc sống của chị nhiều hơn. Có một cái vấn đề khúc mắc là ở chỗ chồng chị thì nghe nói khá là hung dữ đó. Thì không biết sắp tới sẽ như thế nào. Chúc gia đình mình nhiều sức khỏe nha. Con chào cô chú anh chị đi. Chào cô chú anh chị. Rồi chào chị nha. Dạ mình chào mọi người đi. Chào sao? Chào giống vậy nè. Chào giống vậy nè, chào giống chúng vậy nè. Rồi ôi bé sao chào không được luôn. Không được. Rồi chào nhà mình đi đó.